gia đình đó là đây là thế giới âm phủ. Ngày xưa là vua Minh Mạng 200 năm về trước, vị vua này chọn 12 vị sĩ giỏi nhất đi thêm 2 cây đúc đi xuống coi cái đáy hang này đi về đâu. 12 vị sĩ này đi sâu vào trong lòng núi thì bị tắt thêm 12 cây đúc, quay ngược lại trên đỉnh núi không thành công. Vì ở trong này hiện nay nó thiếu oxy, loãng cho nên nó tắt thêm 12 cây đúc. Cuối cùng vị vua này dùng quả bửu là quả bồng khắc cái tên là Minh Mạng cho lính thả từ trên đỉnh núi. Thì mấy hôm sau quả bửu nó trôi ra ngoài, 200 năm về trước là biển ở gần chúng ta. Cái từ đó vua đặt tên là đường xuống địa ngục, và trên đỉnh núi là có đường lên thiên đàng, có chùa nông nước. Hôm nay chúng ta vào địa ngục tham quan, coi như là chúng ta mua vé vào tham quan, nhưng mà hôm nay là không bán vé, là tôi là người dẫn đường đưa gia đình chúng ta vào tham quan thế giới âm phủ. Hang động chứa 1.000 người, đi sâu vào trong lòng núi rất là mát lạnh. Đây là cầu Nại Hà, dòng sông Tử. Dòng sông Tử là dòng sông chết. Những bàn tay đang dây như thế này, những con người sống trên đời mà phạm nhiều tội trên thế gian, sau khi chết là không biết sống hấu tàu thì qua cầu, cầu sẽ rung lên đẩy xuống dòng sông chết này. Đó là thế giới âm phủ. Mà chúng ta qua cầu được là được chuyển tiếp, mà không qua cầu là bị đẩy vào thế giới âm phủ này. Rồi chúng ta qua cầu. Cầu Nại Hà bắc qua dòng sông Tử, chịu hàng mình gánh nặng nỗi oan tiên. Đèn cầu hồng le lói hồng lần tiên, có đủ sáng cho lối về thiên này. Cầu yếu à, rồi sao lên núi à? Xin giới thiệu cho gia đình là đến từ đâu? À, đến từ Khánh Hòa. Đây là cửa đồng. Cái cửa đồng này rất là hẹp, rất nhỏ, mà con đường này là do nước chảy nó tạo thành. Mình càng vô sâu thì cái cửa đồng này nó phình to như một cái bụng, tức là ở trong nó có một cái bụng rất là lớn. Cho nên sức chứa 1.000 người. Năm 1968 là Tết năm Mậu Thân, quân đồ Mỹ ở trên đỉnh núi nó phát hiện được bên trong lòng núi là ngày xưa bộ đội mình ở. Mỹ nó dùng xe bọc thép bịt cái miệng hang động này, khống chế cái miệng hang này không cho bộ đội mình ra. Sau đó Mỹ nó bơm khói vào bên trong cho bộ đội nó chết. Nhưng mà khói này không có vô được bên trong, nó đẩy ngược lại đây, Mỹ nó không làm gì được mình. Sau đó Mỹ nó lui xe bọc thép ra, Mỹ nó chui vào bên trong thì bị giẫm mình tự chế của du kích bộ đội chết rất nhiều. Trong này 60 tên Mỹ bị tiêu diệt, nơi đây còn gọi là mồ trong quân xâm lược. Hôm nay chúng ta không tham quan cái giới âm phủ này, cho nên nơi đây là địa ngục Tần Gian. Mời bà con đoàn chúng ta tới đây cầu nguyện nào. Nam mô Bát Chân Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Chúa Khổ Cứu Nạn. Đây là dòng suối của địa ngục. Ở thế giới âm phủ có cái dòng suối này. Đây là dòng suối âm phủ. Dòng suối mát chảy đau bao nhiêu phiền lụy. Chúng ta có nỗi buồn phiền trên thế gian này, ai ai cũng có tội. Hôm nay đoàn chúng ta đến đây cầu nguyện cho rủ hết những tội lỗi phiền muộn chúng ta tại dòng suối này, sau khi ra khỏi thế giới âm phủ này. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Chúa Khổ Cứu Nạn. Năm 1968, Tết năm Mậu Thân, bộ đội Việt Nam ở trong hang động này, Mỹ dùng hơi khói bơm vào, anh em ta hy sinh cũng rất nhiều trong hang động. Đây là tấm bia anh trên đài để kỷ niệm bia. Hôm nay đoàn chúng ta đến đây tham quan trước khi vào âm phủ. Xin mời đại diện đoàn thắp một nén nhang tri ân những đồng chiến sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bây giờ hang động chúng ta đi lòng mà đi lòng sau một con đầu núi, ở trên này là trên đỉnh núi, trên đó có chùa chiền hang động đó, ở dưới chân núi là có địa ngục. Đây là hang động này do thiên tạo hàng triệu năm, biển thì lùi ra, núi thì ở lại để lại hang động chúng ta để
bây giờ mưa to thì anh chị trong này không bị ướt đâu, mình đi vào trong lòng này. Vị này là vị phán quan thứ ba. Hồi nãy chúng ta vào có hai vị thần gác cổng, còn vị này nhiệm vụ của ngài là kiểm tra tội chúng ta. Tội từ tâm, tâm mà ta tịnh ta làm việc tốt. Hôm nay ta làm việc tốt vì tâm mình đang tịnh. Một phút một giây nào tâm mình nó suy là nó yếu đi là con người mình làm việc xấu, chứ con người chúng ta không làm được tội lỗi. Hôm nay chúng ta vào đây, nhiệm vụ của ngài là kiểm tra tội của chúng ta. Ông nhìn chúng ta, ông kiểm tra tội chúng ta. Có một ngày nọ con người mình chết nhiều quá, vô âm phủ nhiều quá, ngài mới nói rằng không biết ngày này ngày gì, từ sáng đến giờ các ngươi vào âm phủ quá nhiều, ta làm việc rồi sáng giờ mệt rồi, bây giờ ta cho đoàn các ngươi là tự giác, người nào phạm tội gì đứng như ngọc nái ta không kiểm tra nữa. Đoàn nghe nói vậy, người nào đứng như ngọc hết. Nhưng mà đặc biệt trong đoàn nó có một anh chàng đó, anh đi từ ngục số 1 đến ngục số 9, 9 ngục đều đi hết. Ngài mới nói rằng à, ngươi có tội gì đứng như người khác, tại sao 9 ngục ngươi đi hết. Anh chàng nó khóc lên, dạ bẩm ngài, con sống trên đời con phạm quá nhiều tội lỗi rồi, nghiệp chướng con quá nặng, 9 ngục này con phạm hết cho nên đi luôn 9 ngục về luôn. Dạ, ngươi là người biết sám hối, mặc dù là tội lỗi quá nhiều nhưng mà biết sám hối tội. Ta giác ngươi qua thứ 10, ông là chuyển ngân vương, ông chuyển ngươi lên làm người, chắc chắn ngươi là người tốt, sau này giúp ích cho đời. Chúng ta qua cái cửa này có gương, nó bị gương này là gương soi tội, hay như một cái camera là chúng ta thấy gương soi tội luôn. Giám trên đài đôi mắt đã tháo hiệp gặp rồi có minh tình rõ ràng nha, những tổng đồ ngũ hùng được phán quan thiện phẩm thôi thôi nơi bác bảo. Vị này là đầu câu, là vị thằng đầu câu. Vị này là mặt ngựa, đó hai thằng hai bên. Ở phía sau cái gương này là 10 vị minh vương. Ngục ngoại tình, ngục bất hiếu, ngục trộm cướp, ngục nói dối, ngục lầm tú bà, ngục lầm mày mì. Ai phạm tội gì trên thế gian sau này chết là vô đây, khỏi bị oan ức. Là đứng trước cái gương này sẽ hiện lên thiện ác cả đời. Đây, gương này sẽ hiện lên. Nếu như một cái camera đang giữ chúng ta, bấy lâu mình làm một chuyện gương này quay hết rồi. Bây giờ vô đây, chỉ cần mình vô đây là cái gương này nó sẽ chiếu lại cho chúng ta thấy. Ai mà tội nhẹ thì vào một cái 1, ai mà tội nặng thì vào một cái 9. Bà ta về ngày xưa bà sống trên đời có phạm nhiều tội quá, sau khi chết là bị đày ở một A Tỳ, một cái 9 này. Nhưng mà bà ta thì may mắn là có một cậu con trai là có hiếu, hàng ngày ngày tu để mà sám hối cho mẹ, nhưng mà không thành. Hàng ngày ngày đêm cơm xuống âm phủ đi báo hiếu cho mẹ, nhưng mà mẹ không ăn được. Mỗi khi mà bắt cơm và cười nhân lên miệng mẹ thì quá thành đá, quá thành nửa, quá thành dòi, mẹ không ăn được. Vì mẹ ngài tội nặng quá không ăn được cơm. Ngài mới về là trần gian quyết tâm tu luyện không đi một ngày nữa, ngài bỏ. Cứ mỗi năm ngày đi một lần, đến ngày rằm tháng 7 mà ngài xuống âm phủ đi báo hiếu cho mẹ. Từ đó ngài cứu được mẹ của mình. Đó, câu chuyện một chuyện liên thanh đề. Và hôm nay chúng ta vào đây để sám hối tội. Quý vị vào đây, vào đứng đây nhìn đến trên có mắt trời. Đấy, trời có mắt. Trên đỉnh núi cao có một cái mắt trời, chính giữa mắt trời có một cái đầu để nhìn xuống mình. Đứng được chưa? Úi là xuống. Chính giữa. Chính giữa có cục đá tạo hình á. Tạo thành một cái hình, cái đầu để nhìn xuống mình á. Mình tưởng tượng thôi. Tưởng tượng nó giống ha. Đây là chính vị minh vương. Mỗi mùa con người chúng ta sống trên đời như thế nào sau này vô đài đoạn cái đó là sao được đâu. Rồi chúng ta xuống ngục nào. Anh chị nào xuống ngục thì đi xuống, còn anh chị nào không xuống thì ngồi chơi nha. Dùng quá sao. Bé nó xuống rồi, không xuống thì ngồi chơi. Chúng ta được biết là cái hang này nó âm sâu lòng núi 20 mét. Ở dưới này bây giờ không khí nó loãng. Bây giờ mình xuống đó xong mình lên lại đây. Chỉ có một đường độc đạo. Mình vào đây và lên lại chứ không có ở lâu. Ở lâu là mình thở hơi khó. Vì thời chiến tranh thì quân đội Mỹ nó bơm khói vào thì khói không có ra xuống đây được. Nó đẩy ngược lại. Và chính nơi đây là cái căn cứ cách mạng. Nơi đây là nơi mà nuôi giáo cán bộ, thương binh ở dưới này hàng tháng liền. Bây giờ mình xuống này là chiến ngục. Ngục từ 1 đến ngục thứ 9 là chiến ngục. Ai mà tội nhẹ nhất là ở trên cùng, ai mà tội nặng nhất là dưới cùng. Bây giờ mình đi từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 luôn. Rồi mình lên nha. Ai cũng đi thì ở trên cùng đây. 20 mét hả mẹ? Tội này là tội tà dâm.
không tin đời ai tài dâm ngoại tình, cái xuống âm phủ cưa làm hai bỏ chậu dầu, cưa làm hai rồi cái trời bỏ chậu dầu cái lần thứ hai, có chồng theo trai cưa hai nấu dầu, đây là hình phạt đầu tiên của tội luật tình tài dâm. Đây là tội bất hiếu, người con bất hiếu với cha mẹ. Ai mà bất hiếu với cha mẹ là sau này chết xuống âm phủ là ba lần hình phạt, tức là ba ngục chết rồi sau được đầu thai. Cắt cổ rồi một lần, rồi mổ bụng là hai lần, chặt đầu là ba lần. Người con bất hiếu với cha mẹ là người con không nghe lời cha mẹ, cãi là cha mẹ, nuôi cha mẹ tính ngày tính tháng, cha mẹ sống sờ sờ không nhìn không nuôi, nhiều người con giết luôn cha mẹ. Đó là mang tội bất hiếu, bất nghĩa. Tội trộm cướp, những ai mà giết người cướp của là ở ngục thứ ba. Tội trộm cướp này ngũ mã phanh thai, chặt hết tay chân đầu rồi rơi xuống, sau là bỏ vào hang hùm quỷ dữ mặt xanh, đó là nhai sống. Đây là những trên đời sống ai mà trộm cướp giết người. Ai không đi nữa thì lên nó chờ, còn ai đi nữa thì tiếp tục. Bây giờ mình phải cúi đầu đi qua đây, xuống này là đi cúi đầu đi qua. Tội này là tội tà dâm, tội này là tội lầm tú bà. Những ai mà sống trên đời mà tú bà tú ông, sau này chết xuống phủ là ở ngục thứ tư này, ngục thứ năm này, ngồi bằng trong đồi nồi máu, máu rớt xuống từng giọt, sau đó là tùng xẻo, gõ trống là lắp thịt, trống hết là thịt hết, còn xương thôi. Sau đó chúng ta bỏ vô cái đầu nồi nấu cao. Tàu này là tàu lòng mẹ mìn, buôn bán trẻ em, bắt cóc con nít, bán tim bán thận, bán nội tạng, là gọi là tàu buôn người. Tàu buôn người là tàu rất là nặng. Đấy, hiện nay tàu này rất là nặng. Cưa hai, rồi đóng đinh, người là người bỏ là đinh là đóng luôn, đóng vô đinh, xong là bỏ vô nồi nấu. Còn tàu này là tàu nói dối, nói điêu. Người nào mà nói dối, nói điêu mà hại người là có tội, mà không hại người là không có tội nha. Chẳng hạn như mình nói dối mà là cho vui chúng ta đi, cho mệt mỏi, có người nói dối cho nó vui, không ảnh hưởng ai hết là không có tội. Mà nói dối mà hại bạn, hại người, hệ lụy chết chắc rất nhiều. Thì cột tay, cột chân, rút lưỡi, nhổ răng, bỏ đá vào mồm. Đó là tội nói dối là nặng nhất. Xin giới thiệu cho quý vị, đây là ngục nói dối, ngục làm tú bà, ngục làm mẹ mình. Nói chung là xuống dưới này, càng xuống sâu là tội càng nặng. Ai mà phạm tội nhiều trên thế gian sau này bị đày đọa mãi mãi ở đây. Ngục này là ngục A Tỳ. Cái ngục này hàng ngày rắn độc, cá sấu, thùn lùn, quỷ dữ. Đó, tra khảo đến cầu mùa xương thôi, không đầu thai là được nữa. Nhưng mà bà Thanh Đề may mắn là được cứu. Vì bà Thanh Đề may mắn là có một cậu con trai có hiếu. Hàng ngày ngày tu để mà sám hối cho mẹ, để cứu mẹ. Hàng ngày ngày đem cơm xuống âm phủ để báo hiếu cho mẹ. Nhưng mà mỗi lần mà bắt cơm chân lên miệng mẹ, hóa thành đá, hóa thành lửa, hóa thành dòi, mẹ không ăn được vì mẹ ngày tàu nặng quá. Ngày quý vị là Trần Giang quyết tâm tu luyện không đi một ngày nữa, mà mỗi năm là ngày đi một lần. Lấy ngày rằm tháng 7 là ngày xuống âm phủ để báo hiếu, để cứu người mẹ của mình. Từ đó ngày cứu được người mẹ của mình. Đây là ngục A Tỳ, là ngục nặng nhất của địa ngục. Trên kia có một cô gái đang sám hối tội. Đó, trên vòng đa tiên cảnh, đó, cái dòng suối đang chảy đó, đang rủ qua cái dòng suối mát đó, đó là cô tỳ nữ. Cô này phục dịch trong cung vua. Cung vua nhiều tỳ nữ lắm, mà cô này bị hiền lành phúc hậu, nhưng mà bị đài xuống âm phủ là bị ôn ức, bị đài xuống âm phủ.
Ngài thắng quan biết được cô này bị oan ức cho đầu thai làm người, và tắm của dòng suối đó thì đầu thai làm người. Trên ngài có một sám hối, hai bàn tay đang ôm quả tim, chính giữa là chữ tâm, tàu từ tâm. Hôm nay ta làm việc tốt là vì tâm mình đang tịnh. Một phút một giây nào tâm mình suy là mình làm việc xấu thôi. Xin mời chúng ta ra để chúng ta cùng